Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Sang Audio. Thì ngày hôm nay bên em lại về thêm được ít dòng vang X10 đời cao các bác nhé. Thì đây là dòng vang X10 để dành cho bác và anh em chơi gia đình, làm sự kiện hay là lắp phòng hát VIP. Thì dòng vang X10 bên em về được có 10 con các bác nhé, 10 con. Thì ngày hôm qua thì về thì cũng kịp gửi đi cho bác và anh em đặt những dòng vang X trong năm. Đấy, thì hiện tại bên cửa hàng em chỉ còn duy nhất 5 con vang X10. Thì đây là phiên bản vang X10 đời cao với tầm tiền 2.600.000, bao ship và có cả điều khiển, có cả dây dắt cho bác, vì em dùng âm DJ cục đẩy các bác nhé. Đấy, phải nói là giá cực kỳ rẻ cho dòng vang X10, mã của nó là JDK M350. Đấy, thì khi các bác và anh em muốn mua được một chiếc vang chất lượng, độ bền cao, thì các bác và anh em phải dùng những cái dòng vang nó đời cao, như là dòng vang X10, X12 hay là X8 các bác nhé. Thì mên mạch của dòng vang X10 này thì các bác và anh em nhìn là biết đúng không ạ, quá đẹp luôn. Và dòng vang này sử dụng hai nguồn vuông các bác nhé, hai nguồn vuông, và đây nó là hàng chính hãng và là hàng X10 xịn. Với tầm giá như thế này thì các bác và anh em mua chiếc vang này thì dùng quá ok, độ bền cao và chất âm thì ra trong trẻo, eco gì vật mượt các bác nhé. Đấy, thì các bác và anh em nhìn này, đẹp không ạ? Mên mạch nó sạch đẹp như thế này, dùng biết bao giờ nó hỏng đúng không ạ? Thì đường sau của dòng vang X10 thì các bác và anh em dùng những dòng vang X thì các bác và anh em biết rồi. Và dòng vang X10 thì nó sẽ có hai đường súp các bác nhé, hai đường súp. Đấy, súp 1 và súp 2. Đấy, nếu mà các bác và anh em chơi những dòng vang X5 hay là X6 hay là X7, X8 thì nó sẽ chỉ có một đường súp thôi, còn hai đường súp nó chỉ có duy nhất ở trên dòng vang X10. Đấy. Và dòng vang X10 này thì các bác và anh em làm sự kiện thì có thể là làm effect giờ cho bàn mixer này, có thể là làm hát live stream đúng không ạ? Và tín hiệu vào của chiếc vang này thì nó vẫn có in 1 và in 2 như là những cái dòng vang X khác, và nó sẽ có thêm đường rec để các bác và anh em kết nối với âm ly, hay là các bác và anh em ghi âm thì các bác và anh em có thể là dùng cổng rec này các bác nhé, hay là các bác và anh em có thể là live stream ở cổng rec này cũng được. Đấy, và dòng vang này nó là dòng vang chính hãng, còn nguyên tem của hãng JDK, với tầm tiền 2.600.000, bao ship, có cả điều khiển, thì phải nói với các bác và anh em là giá quá hấp dẫn, quá hợp lý để các bác và anh em sở hữu được một chiếc vang X10 đẹp như thế này, nguyên bản như này các bác nhé. Và hàng thì bán ra cho bác và anh em là cam kết là hàng nguyên zin, chưa qua sửa chữa gì. Đấy, khẳng định với các bác và anh em một điều là chưa qua sửa chữa gì, dù là nhỏ nhất trên dòng vang X10. Đấy, thì trên đây thì em cũng đang ghép với bộ dàn gồm có đẩy LA PH2006 và cặp loa DMX-BAT30 với chiếc vang X10. Tầm giá rất hợp lý để các bác và anh em có thể là mua, để các bác và anh em hát chuyên nghiệp, các bác và anh em có thể là làm sự kiện dòng vang X10 có ok đúng không ạ? 1 2 4 5 6 bị ly, 1 2 4 5 6 bị ly. Đấy, thì còn về chất âm eco gì vật thì nếu mà để dòng vang X thì nó là số 1 rồi đúng không ạ? Nó là số 1 về cái tiếng eco gì vật rồi. Thì bác nào mà quan tâm đến cái sản phẩm vang X10 thì các bác và anh em liên hệ với bên em theo số điện thoại của Hương Giang các bác nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.